nó ý thực hiện đó, mà thực hiện ba cái gì có thể thực hiện ý bằng tâm mà thôi, nó ý bằng cái trong cái nội, tức là ghét người quá muốn đập cho người tận, ghét quá này mắng chồng đập, nhưng mà nó chỉ cái ý mà thôi, nó chưa, nó qua chưa qua lời, nó chưa qua thành. Đó là nói về cái sự hiện về thuộc cái lĩnh vực ép. Nhưng mà cho nó chỉ lại thì nó vẫn còn, nó vẫn còn khiến cho cái người nghe đó phân vân, phân vân ý tạo phải rồi, nhưng tạo bằng cái gì? Thì Đức Phật ngài mới dẫn tiếp đi. Ở hai câu này do là Đức Phật ngài đã nêu lên cái tổng quát. Và cái câu kệ thứ ba, ngài nếu dẫn tiếp cái tâm của cái người đang hành giả, đang suy tưởng, đang suy quán đi tiếp tạo cái ba cách tạo, tạo bằng thân, tạo bằng lời nói, hoặc là tạo bằng cái ý. Người ta phân vân tạo bằng cái gì, người nghe đang suy ngẫm thì Đức Phật ngài dẫn tiếp Manasse Manasa se Paruthe na, nếu nói hay là Pasati wa Karoti wa, nếu nói hay là với ý xấu. Bây giờ Đức Phật ngài thẳng vào trọng tâm, tức là ngài nêu lên ba cái sở hành thuộc về bất thiện, là ý bất thiện, cái thân hành động sai quấy, cái ngữ sai quấy. Nếu nói hay là với pha sọc tí nói, hoặc là cá rô tí làm qua, hoặc là làm Manasse chê bách thê ná, với cái ý đúc thê ná xấu quấy. Làm hoặc nói với cái ý xấu. Vậy trời này chúng ta mới thấy là toàn bộ cái bất thiện giới xuất hiện. Mà bất thiện giới xuất hiện này nó xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ cái ý tham, ý sân, hoặc ý tà kiến. Thông thường thì nói là chúng ta nói rằng là phát xuất từ cái ý tham sân si. Xin thưa, si không có làm mấy chuyện này đâu. Xin thưa, si không làm ba cái chuyện này. Tại sao vậy? Bởi si là một cái trạng thái mê muội, một trạng thái không biết, không nắm, không phân biệt. Nó chẳng phân biệt tốt hay xấu. Nếu một khi mà nó có phân biệt tốt hay xấu thì nó không còn si nữa. Chữ mô há từ cái căn mô há có nghĩa là mê muội, nó không phân biệt tốt hay xấu, nó không phân biệt đúng hay sai. Nó tựa tựa giống như là đứa trẻ mà nó vui đùa với chính phận của nó vậy. Bây giờ nó không biết phận đó là xấu hay là tốt, nó không biết, mà nó cho đó là cái vật để mà nó nô đùa mà thôi. Cho nên không bao giờ có si ác cả. Nó do cái tham sân si, không đúng. Nó phải do tham sân và tà kiến mới là chuẩn, mới là đúng. Do cái tâm sở tham, hoặc là tâm sở sân, hoặc là tâm sở tà kiến này, nó mới tạo nghiệt ngã. Cho Đức Thế Na ở đây muốn ám chỉ cái gì mạnh nhất, cái gì
Cái tham hay cái sân nó cũng xuất phát từ cái tập kiến mà có, tức là từ nó xuất phát từ cái bản ngã mà có. Nó vốn ta đeo nếu đối tượng, nhưng mà một khi mà đeo nếu đối tượng thì nó sẽ cho đó là của tôi. Còn còn gặp như mà sân mà nó phát sinh lên đó, cho là của tôi mà nó là kẻ hại tôi. Cái người nào mà mắng nhiếc mình, mắng nhiếc về cái tôi thì mình cũng cảm thấy khó chịu. Mắng nhiếc người khác thì cảm thấy cười thích nữa. Nó khiều, nó móc người khác ha, thì mình càng vui vui. Mà đừng khiều móc tôi à, móc tôi khó chịu liền. Nhưng cái sân này nó cũng xuất phát từ một cái tôi trong đó. Cái tham cũng xuất phát từ cái tôi, nó dựa vào cái tôi để mà hình thành. Như vậy cái chủ yếu đây cái tạp chí, cái tôi giống gì không có, nhưng mà bám vào cái tôi, bám vào một cái không phải của tôi đó, để mà có mà bất bình phát triển. Tức là tham sân này nó xuất phát từ cái hiểu sai, sai quấy về các pháp. Ở trên cái bậc này ai thấy rồi, nêu lên không có cái tôi nào trong cái này. Cái ý muốn làm phải là tôi làm, hoặc là tôi muốn làm, mà nó còn cái tập thể. Để loại trừ đi cái ý niệm ban đầu như vậy, cái tôi muốn là không có. Ý chủ, ý tạo, làm hay ý ác, ý xấu, lúc thề nát, ý xấu. Ý xấu là nhấn mạnh tới cái dĩ nhiên chúng ta phải nói rằng là tham, là sân. Nhưng mà tham sân này sinh khởi lên á bởi nó bám vào cái gọi là tôi. Vì nó bám vào cái gọi là tôi cho nên nó xuất phát từ cái nền tảng sâu thẳm sâu xa nhất, tức là cái tập kiến, cái tự ngã, cái bản ngã, cái đặc kiến. Cho nên nếu nói hay là với ý ác, nếu hay làm như khi mà bám vào cái tôi đó, cái người bám vào cái tôi đó, thì nói hay làm cũng thuộc về ác. Mà không bám vào cái tôi thì nó sẽ không có mặt, nó sẽ không phải là ý ác. Ví dụ như vậy tạo phước á, quý vị đâu còn nghĩ rằng cái tài sản này là của tôi nữa. Quý vị đảnh lễ một vị sơ môn thì rõ ràng rằng lúc đó cái bản ngã nó mất tiêu lâu rồi, nó không phải còn cái tôi nằm trong đó nữa. Mình chỉ nghĩ tới việc phước thôi. Quý vị phục vụ một người khác, giúp đỡ một người khác thì rõ ràng cái bản ngã, cái tôi mình nó không còn nữa, mất đi rồi. Hoặc là mình nghe pháp á, khi mà nghe pháp để tâm mà chuyên chú thì cái lúc đó bản ngã mình không còn nữa, không còn bản ngã nữa, không còn cái tôi nữa. Cho nên nghe chăm chú, nghe không có lơ đễnh chẳng hạn. Mà lúc nghe chăm chú nó cái gì, đâu phải tôi nghe chăm chú đâu, mà nó chính là cái trí hoặc là cái niệm, cái ghi nhớ nó hiện bày ra. Nếu nói về lãnh vực thiền, còn cái lãnh vực bất thiện á, mà như câu chuyện ngon quý vị tìm hiểu nãy đó, ngó lên ở trên trời, ngó xuống dưới đất, vẽ vẽ trên đất, đó là hình dung là nó cái chủ yếu nó cái thường cận duyên đã thành rồi. Nhưng mà chúng ta trạng thái tâm nó như thế nào, cái ý nó như thế nào, cái ý của nó là lơ đễnh, cái ý nó phóng dật, cái ý bất thiện. Nghe Đức Phật thuyết pháp nằm ngủ gục, mình ngủ gục có nghĩa là không trầm là bất thiện. Nghe Đức Phật thuyết pháp ngồi dễ dẻ trên đất, nghe Đức Phật thuyết pháp mà cái ngó trời cho nên xem thiên văn, tâm phóng dật chẳng hạn. Mà nó xuất phát từ cái gì, từ cái không yêu thích thiện mà không yêu thích bất thiện.
Mặc dù nói là cái thường cận duyên ở quá khứ, nhưng mà đây là đoạn tâm trong nó đó, đó. Nó bám vào gì? Nó bám vào cái tôi. Bởi vì cái nha pháp này nó không thỏa mãn cái gì mà tôi thích. Nghe pháp Đức Tôn mà cái ngày giảng pháp mà nó không, cái lời giảng của Đức Tôn nó không có cái đáp ứng được cái tôi thích, tôi muốn. Ở cho nên á, nếu như á, cái người Phật tử của chúng ta đó, mà vị ra giảng sư nào mà rành tâm lý á, thấy cái người Phật tử này thích gì đó, thích món gì đó, thích bằng tài danh lợi, cái điên tặng cái tình tài danh lợi đó, cái người Phật tử hay quá, giảng sư là kêu Phật hay quá, rồi ông nói hay, tại sao nó hợp ý, hợp với cái bản ngã, nó hợp với cái tôi. Đấy. À, cho nên khi mà chúng ta nghe pháp mà nó còn có một cái rấn cắn một cái tôi nằm trong đó, đó thì chúng ta cần phải xét lại, xét lại. Bởi vì nếu nói hay làm với ý xấu này là chủ yếu, muốn nói là cái men, cái tính chất bản ngã nằm trong đó. Do từ cái bản ngã này, do từ cái tôi này mới có cái việc làm xấu hoặc còn cái lời nói xấu. À, không có cái này, bản ngã này ai chửi ai đâu, chửi tôi đâu, mà đánh đập ai đâu, đánh đập tôi. Nhưng mà nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó chiến thắng tôi, niềm sân hận sẽ không nguôi ngoai trong những tâm vô chơi, trong những ai còn ôm ấp ý nghĩ tương tự. Nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó chiến thắng tôi, niềm sân hận sẽ nguôi ngoai trong tâm của những ai không có ý nghĩ tương tự. Cũng là pháp cố, cũng là phẩm song hiếu. Nên nói, nếu nói hay là với ý ác hay là ý xấu thì chưa muốn nói tên ghê phải xuất được tạp chí. Cho nên trong ba cái ý ác này, nó là tham ác, sân ác và kiến ác, chứ không có cái gì ác trong đó, chỉ có làm gì ác. Mọi người Phật tử trong đây cứ nghĩ rằng cái là tham sân si. Si xin thưa, không có làm chuyện ác. Nhưng mà nó cũng rất quan trọng, chứ không phải bỏ cái gì, không phải. Không phải. Nhưng mà nói về cái tính chất của nó, để tạo ác, nó không tạo ác. Nó không làm việc ác. Ví dụ chúng ta thấy là tâm si mà hai loại tâm si đó, một tâm si nó hoài nghi, nó phân vân, nó lưỡng lự, không biết đúng hay sai đây. Có nên làm phước không hay có nên giết kẻ này, nó phân vân lưỡng lự. Hoặc là tâm si phóng dật thì nó phải làm gì ác, tức là tán loạn, nó nghĩ mơ mơ màng màng, theo gió, theo trăng, theo mây, nó có làm gì ác. Ở cho nên chúng ta không nhầm lẫn ở chỗ là khi nói hay là với ý ác, ý ác là cũng nói gì, vì cái bản ngã nó có người ta kiến xuất phát từ tâm. Thì có một ngày cách thức nói là bất lo năng đúc khả năng quê tí chắc căn qua quá hạch tô ba đặt. Từ đó đúc khả năng quê tí cái theo sạc, từ đó cái họ theo sạc tất căng qua quá hát đồ ba đằng, như bánh xe lăn. Nói tiếp chút xíu là chân của Phật ba đằng chân, bánh xe lăn chân. Nhưng đây chúng ta phải ngầm chân, chân của Phật. Nhưng chứ hẳn đã là con vật, con người cũng phải kéo xe. Cái hình ảnh đó, đó, cái hình ảnh con người kéo xe đó, là bánh xe luôn luôn lúc nào đi con vật mà kéo xe là bánh xe phải lăn theo,
Hãy nó đi tới, bánh xe đi tới. Nhiều khi nó dừng ở bánh xe vẫn còn có cái gạp, cái trớn tiếp tục bước tới là va chạm vào trời, đau khổ. Không phải là cái con vật dừng là bánh xe dừng, mà có vật đi tới thì bánh xe đi tới. Mà nhiều khi có vật dừng ở bánh xe, nó cũng chưa dừng, nó trớn còn, nó cũng da vô trần, cũng đau khổ, đau đớn. Mà cái hình ảnh mà con vật bằng kéo xe nó nặng nè, trên đó chiếu với câu kệ ngôn thứ hai, chúng ta mới thấy rằng bóng không rời hình cũng tương tự vậy, có nghĩa là dính liền với mình. Nhưng mà bóng không rời hình, bóng nó nhẹ nhàng, cái điều lành nó nhẹ nhàng, thoải mái, tự tại, không bị vướng gì, không bị ràng buộc. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sân Kha Dạ. Dạ. Cảm ơn anh Minh. Sắc kê ca mê chà rô bê ghê rê rê khê ta tê chân ta lê khê vi ma nê đi bê rắc thê chà gà mê ta rô vã na gà hà nê ghê hà vã thùm vi khê tê bấm ma cha danh chu đê vã chà la tha la vi sa mê gan tha gan tha bana ta ga ti thanh ta sanh ti khe yang mu ni wa ra wa cha năng sa tha vô mê sơn an tu tham ma sa na wa ca lô ayam pha đan ta tham ma sa na wa ca lô ayam pha đan ta tham ma sa na wa ca lô ayam pha đan ta xin thần chư thiên ngự trên cõi trời dung giới cùng sắc giới chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không ngự nơi còn bãi đất liền hoặc các châu quần ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn chữ dạ xoa càng thác bà cùng lòng vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phân gần đây xin thỉnh hội họp lại đây lời nào là kịp ngôn cao thượng của đức Thích Ca Mâu Ni
mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền thiết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Nam mô ta sa pha ga wa to a la to sa ma sa mu tha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a la to sa ma sa mu tha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a la to sa ma sa mu tha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a la to sa ma sa mu tha sa. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Đà Quốc Đâu. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chân hòa chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Đà Quốc Đâu. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chân hòa chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Đà Quốc Đâu. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chân hòa chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Iti viso parawa arahang samma sambuddho vicca carana sambanno sugato lokavido anuttaro murisa dhamma sarathisa sanang buddho parawati nati me saranang anyang buddho me saranang warang ete na sancha vache na hontu me chara mangalang. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có được phận là quỷ bao. Nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đang cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Uttamange na vande hăng ba đa banh sung và ruttamang Bhutte yo kalito do so buntho kamatu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vì trần dưới chân Đức Phật là đảng chi tôn chi thanh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến phần báo, cúi xin phần báo xa tội lỗi ấy cho con. Sa kha to pha ra wa ta tham mô san đê ri cô a ca li cô e hi pa si cô o pa na si cô ba cha tăng quê đi ta bô nhu nhu hi tê na ti mê sa ra năng anh nhân tham mô mê sa ra năng qua răng e tê na san qua chê na hòn tu mê cha ra măng ga lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải được theo, chỉ có pháp bảo là quỷ báo, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Uttamange na vande hăng tham măng cha đu vi tham ta măng tham mê yo kalito do so tham mô kama tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Supatipanno Phara Wato Sa Waka Sankho
Uyubatipanno Parawato Sawaka Sangho Nyanya Patipanno Parawato Sawaka Sangho Samiri Patipanno Parawato Sawaka Sangho Yarirang Chatari Burisa Yugani Atabugala Esa Pawato Sawaka Sangho Aho nay yo ba ho nay yo da ki nay yo anjali ka nay yo anu tarang bunyang ketang lokasati nati me saranang anyang sangko me saranang warang etena sanwache Na cha hòn tu mê cha la măng ca lăng chẳng có chi đáng cho con phải nương theo chỉ có đức tăng là quỷ báo nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo đặng cầu sự an lạc đến cho con ấy như lời chân thật này Uttamange na vande hang sang khang cha du vi tho tamang sang khe yo kalito do so sang kho kamatu tang ma mang con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con quan na mi che ti yang sa pang sa pa tha ne su va ti si tang sa re ri ka tha tu ma ha bo thi bun da ro pang sa ka lang sa da quan na mi che ti yang sa pang sa pa tha ne su ti si tang sa re ri ka tha tu ma ha bo thi bun da ro pang sa ka lang sa da quan đa mi che ti yang sa pang sa pa tha ne su va ti si tang sa re ri ka tha tu ma ha bu ti bun đa ro pang sa ka lang sa da chúng con xin cúng dường phân bảo bao cành hoa toàn hảo hiến dân cầu mong thoát chốn mê trần niết bàn chống lên hầu gần thế tôn hoa này sẽ bất tồn dương cảnh âu rũ dần hình anh còn chi chúng con phải chịu thế này xác thân ngũ uẩn chuyển đi bất thường chúng con xin cúng dường pháp bảo bao cành hoa toàn hào hiến dân cầu mong thoát chốn mê trần niết bàn chống đến hầu gần thế tôn hoa này sẽ bất tồn dương cảnh ủ rũ dần hình anh còn chi chúng con phải chịu thế này xác thân ngũ uẩn chuyển đi bất tường chúng con xin cúng dường tăng bảo bao cành hoa toàn hảo hiến dân cầu mong thoát chốn mê trần niết bàn chống đến hầu gần thế tôn hoa này sẽ bất tồn dương cảnh ưu rũ dần hình ảnh còn chi chúng con phải chịu thế ni xác thân ngũ uẩn chuyển đi bất thường con xin hết lòng thành kính làm lễ 28 vị chánh biên tri 12.000 vị chánh biên tri và 500.000 vị chánh biên tri con xin hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biên tri ấy do sự lễ bái cung dường xin nhờ oai lực các bậc chánh biên tri mà những điều rủi ro và sự tai hại thay đều diệt tăng con đem hết lòng thành kính làm lễ 55 vị chánh biên tri 48.000 vị chánh biên tri và 1.000.000 vị chánh biên tri con đem hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biên tri ấy do sự lễ bái cung dường xin nhờ oai lực các bậc chánh biên tri mà những điều rủi ro và sự tai hại thay đều diệt tăng con xin hết lòng thành kính làm lễ 109 vị chánh biên tri 48.000 vị chánh biên tri và 2.000.000 vị chánh biên tri con xin hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biên tri ấy do sự
lễ bái cúng dường, xin nhờ oai lực các bậc chánh biến tri mà những điều rủi ro và sự tai hại thay đều diệt tận. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có hoang cai lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự an vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm đều quán tưởng phải thường xác ra, ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc quá canh tàn, ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đàn an mặn lành, ta đây sự chế sẵn dành, thế nào tránh thoát tự sanh đến kỳ, ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi miệt mài, ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt sao tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo văn minh kế tường. Akasa tha cha bùm ma tha đê qua na ga ma hi thi ca bùn nhân no a nu mô đăng tu chi đăng sa căng tu sa sa năng. Akasa tha cha bùm ma tha đê qua na ga ma hi thi ca bùn nhân no a nu mô thăng tu chi đăng sa căng tu ra ta kê. Akasa tha cha bùm ma tha đê qua na ga ma hi thi ca bùn nhân no a nu mô đăng tu chi đăng sa căng tu nha ta yo. Akasa tha cha bùm ma tha đê qua na ga ma hi thi ca bùn nhân no a nu mô đăng tu chi đăng sa khăn tu pa ni no. Akasa tha cha bùn nha na tha đê qua na ga ma hi thi ca bùn nhân no a nu mô đăng tu chi đăng sa khăn tu no sa đa. Chữ thiên ngữ trên hư không, địa cầu thương ngữ rõ thông, mọi đều long vương tình lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ án vui lâu dài, quyến thuộc tánh khỏi nắng tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tăng ngõ hầu vô sanh. Và Nam Mô Bức Tha Giá. Và con đã thay mặt tất cả những năm tín nữ để tụng kinh tam bảo, và xin hỏi có gì cẩm văn trước máy không ạ? Dạ alo. Dạ con đã thấy thượng tọa Minh Hạnh vào mà không biết có chị cẩm văn, nếu không thì tâm phương xin giới luôn nghe. Alo. Dạ 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 em cảm ơn chị. U kha ma pa ya in phan te vi sung vi sung rakhana tha ya ti sa da ne na sa ha pa in cha si la ni ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Đu ti yam bi ma yam phan te quy sung rakhana tha ya ti sa ra ne na sa ha pen cha si la ni ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Tả ti dầm bi ma dầm phàn tê quy sung rakhana tha ya ti đa sa nê na sa ha pành cha si la ni ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Và con thính thỉnh ngài từ bi hoan hỷ truyền tam quy ngũ giới cho hàng tử chúng con. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
con đem lấy lòng thành kính làm lễ Đức Phật. Qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem lấy lòng thành kính làm lễ Đức Phật. Qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem lấy lòng thành kính làm lễ Đức Phật. Qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Nam mô ta sa va ga wa to a ra ha to sa ma sa mu tha sa nam mô ta sa va ga wa to a ra ha to sa ma sa mu tha sa nam mô ta sa va ga wa to a ra ha to sa ma sa mu tha sa Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Đà Qua Đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Đà Qua Đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Đà Qua Đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng biến tri, không thầy chỉ dạy. Buddhang saranam gacchami, con đem lòng thành kính xin quy y Phật. Thamang saranam gacchami, con đem lòng thành kính xin quy pháp. Sanghang saranam gacchami, con đem lòng thành kính xin quy tăng. Duttiyam bi buddhang saranam gacchami, con đem lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Duttiyam bi thamang saranam gacchami, con đem lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Duttiyam bi sanghang saranam gacchami, con đem lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Tatiyam bi buddhang saranam gacchami, con đem lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyam bi thammang saranam gacchami, con đem lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Tatiyam bi sanghang saranam gacchami, con đem lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Bụt thăng sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Thăm măng sa ra năng ga cha mi, con xin hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sang khăng sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đủ ti dâm bi bụt thăng sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đủ ti dâm bi thăm măng sa ra năng ga cha mi, con đem lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Đủ ti dâm bi sẵn khăn sa ra năng ga cha mi, con đem lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Ta ti dâm bi bút thăng sa ra năng ga cha mi, con đem lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti dâm bi thăm măng sa ra năng ga cha mi, con đem lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Ta ti dâm bi sẵn khăn sa ra năng ga cha mi, con đem lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Tì sa ra na ca ha năng paripun năng, phép quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phan te ya sim văn ba na ti ba ta ve ra mi sĩ khả ba đăng sa ma di ya mi, con xin luân giữ điều học là có ý tranh xa sự xa sanh. Adina da na ve ra ma ni sĩ khả ba đăng sa ma di ya mi, con xin luân giữ điều học là có ý tranh xa sự trộm cắp. Ca mê su mi cha cha ra về ra ma ni sĩ khả bà đăng sa ma di ya mi, con xin vâng giữ điều học là có ý tranh xa sự tà dâm. Mu sa wa da về ra ma ni sĩ khả bà đăng sa ma di ya mi, con xin vâng giữ điều học là có ý tranh xa sự nói dối.
Sura me ra ya ma cha pa ma ra tha na we ra ma ni thi kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự dễ uống rượu và các chất sai. Ba na ti ba ta huê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự sát sanh. Aninada huê ra wa ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự trộm cắp. Ca me su mi cha cha ra huê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự hành dâm. Musada huệ ramani sikha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me ra cha ma cha ba đa tha ma na huệ ramani sikha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và cả chất say. Imani bancha sikha badane sa thuk an khatawa apamade nani cha ka lang samma rakitam bang. Chư thiện trên nên thọ trì ngủ dưới này chứ được trong sạch với vân giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên dĩ vui. A ma phan tê và chúng con xin vâng. Si la na su va tan yan ti si la na phu va sam ba da si la na ni po tan yan ti ta sa ma si la vi so tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái nên chư thiện tín khởi ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu sa thu lành thay uttamange na quan đề hằng ba ban sum qua ruột ta măng bút thế vô ca li tô đô sô bút thô kha ma tu tăng ma măng. Phật là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quý y Phật bảo tự ân nguyện lời chẳng thật tác thành thánh duyên. Gieo năm vong trôn niềm sám hối những lỗi lầm. Vô minh tự thận khẩu ý khởi sanh ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Uttamang ghe na quan đề hăng tham măng cha du vi tham ta măng tham mê vô ca li tô đô sô tham mô kha ma tu tăng ma măng. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y pháp bảo chánh chân nguyện lời chẳng thất tác thành thánh duyên. Gieo năm vong trôn niềm sám hối những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Uttamang ghe na quan đề hăng sang khăn cha uttamang sang khế vô ca li tô đô sô sang khô ca ma tu tăng ma măng. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo tịnh tâm nghe nguyện lời chẳng thất tác thành thánh duyên. Gieo năm vong trôn niềm sám hối những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thẳng khởi ý khởi sanh ngưỡng mong tăng bảo đức lành tự dung. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay nghiệp chưa cho quả phước nào nhầm. Nguyện thành pháp độ để vào thiện căn sau này dù tạo mấy lần từ nay cho đến siêu sanh niết bàn. Hễ làm chuyện tốt sẵn sàng những điều hạnh phúc đoàn nhận duyên giúp cho phiền não sớm yên trở mau giải thoát.
sao gặp kỳ động giác, làm sao không thành nguyện cầu tam bảo từ hằng, nguyện thoát bao tay nước lửa, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành, nguyện gìn tam học giới định tề, nguyện đoạn tham sân si đắm sanh, nguyện tu tinh tâm không giải đài, nguyện cho đạo quả chóm viên thành. Và nam mô Bụt Tha giá. Và con thay mặt cho tất cả thiện nữ con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã thay mặt Kỳ Tăng là Tuyền Lâm Quyên hữu giới cho hàng Phật tử chúng con. Và một lần nữa con kính tri ân ngài. Và sau ấy con xin mời đại đức Từ Mẫn dạ lên để ôn bài cho chúng con. Dạ, Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham ma giá, Nam mô Sang kha giá. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, con cung kính đảnh lễ giáo pháp, con cung kính đảnh lễ Chư Tăng, con cung kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh. Sư thân chào tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh, học câu pháp cú và ngâm kệ câu pháp cú số 158. Trước khi ngâm, sư xin đọc một lần. Atta nabe wa patha namang pati rupe na we sa ye athanya manusa se ya nakidi se ya pandito. Atta nabe wa patha mang pati rupe ni we sa ye athanya manusa se ya naki Nisaya pandito Atanam eva pathamam patirupe divesaye Athanyamanusasaya naki nisaya pandito Atanam eva pathamam parirupe navesaye Athanyama nusasaya nakinisaya pandito. Trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, sau mới giáo hóa người, người trí khỏi bị nhiễm. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Một lần nữa con cung kính để cho Đức Tăng và sư sinh dùng mít cho rung ạ. Dạ, sa thú kính tri ân đại đức Tuệ Nhận đã hướng dẫn chúng con ôn bài. Dạ, Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham ma giá, Nam mô Sang kha giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tuệ Nhận cùng chư tôn đức. Mến chào xếp Rạng Đông, Thanh Thủy, Thi Lăng, giọt mưa cuối mùa, ai kêu em đó, xếp Ái Minh, Châu Phan. Không cho không đòi, chị Lạc Lê, nắng chiều. Nghĩ lại, huynh Phan Quang Liêm, Xú Khá, Xương Võ. Và kính chào tất cả quý Phật tử. Và con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 158. Át ta năng ê quá, phá thá măng. Phá tí hu bê ní bê xá dê á thanh nhanh á thanh nhà má nú xa xây giá ná ký lít xây giá thành đi tô á ta năng ê quá phá tha năng phá tha măng phá tí hu bê ní quê xá dê á thanh nhà má nú xa xây giá ná ký lít xây giá phàn lý tô á ta năng ê quá phá thá măng phá tí rù bề ní quê xá dê
A Thành Nhà Ma Nú Sa Sì Giá Na Ký Lít Sì Giá Pan Lý Tô. Trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, sao mới giáo hóa người, người trí khỏi bị nhiễm. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tự mình kiên cường, tự mình kiên định không sờn, tự mình củng cố chánh chơn con đường, mới đi giáo hóa muôn phương. Bậc trí như vậy chẳng vương nhiễm gì. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và nghe pháp đã ôn bài xong, mến mời bằng tay của Sích Thanh Thủy nha, lâu quá. Và mời Thanh Thủy, mời chị Lạc Lê, mời Xú Khá nha. Bây giờ thấy có Sích Ái Minh rồi, mến mời Sích Ái Minh trước. Dạ, sa thú lành thay, kính cảm ơn chị. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh, Đại Đức Tuệ Nhẫn. Ái Minh kính chào quý anh chị. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 158. Atta nàng e quá ba tha mừng ba ti ru bề ni về xa về a thành nha manu sa say giá na ký lý say giá bàn đi tù. Atta nàng e quá ba tha mừng ba ti ru bề ni về xa về a thành nha manu sa say giá na ký lý say giá bàn đi tù. A ta na nghe quả ba tha mong ba ti ru bê ni quê xa về. A thành nha ma nu sa say ya na ki li say ya ban di tô. Trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, sao mới giáo hóa người, người trí khỏi bị nhiễm. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. A ta na nghe qua ba tha mừng ba ti ru bê ni quê xa về. A than nha ma nu sa say ya na ki li say ya ban di tô. A ta na nghe qua ba tha mừng ba ti ru bê ni quê xa về. A than nha ma nu sa say ya na ki li say ya ban di tô. Tự mình kiên định không sờn, tự mình củng cố chánh chơn con đường, mới đi giáo hóa muôn phương. Bậc trí như vậy chẳng vương nhiễm gì. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, mến mời Xú Khá tiếp theo ạ. Alo. 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 Dạ, con cảm ơn cô Ái Minh, cô nghe pháp, cô lật nề cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh pháp cú số 158. Atta lame wa patham mang pati ju pe ni we sa je athan nya ma lu sa sai za na ki li sai za ban di tu. Atta lame wa patham mang pati ju pe ni we sa je athan nya ma lu sa sai za la ki li sai za ban di tu. Atta lame wa pa al mang pati ju pe ni we sa je athan nya ma lu sa sai za la ki li sai za ban di tu. Trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, sau mới giáo hóa người, người trí khỏi bị nhiễm. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Giờ con kính mời
bàn tay của quý cô chú ạ. Nam mô Bụt Thà dạ. Nam mô Bụt Thà dạ, Nam mô Tham Ma dạ. Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. À, cảm ơn Su Khá. Dạ em cảm ơn, em cảm ơn ai mình. Dạ à, con thấy không có ai con nhảy vô con cầm biết, nhưng biết có phải tới phiên con không dạ. À, con xin đọc câu pháp cú số 158. A ta năng quê quá tha quá bá tha măng ba mù bề ní trời màn hình chạy á kìa. Ta năng quê quá pha tha măng ba tí phù bề ni quê xa về á tha năng mà nuốt xa xây giá nát khí lì xê giá phanh đi tô. À, trước hết sự đặt mình vào những gì thích đáng sau mới sau mới giáo hóa cho người khác, người trí khỏi bị nhiễm. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và tự mình kiên định không sờn, tự mình củng cố chánh trơn con đường mới đi, giáo hóa muôn phương bậc trí như vậy chẳng vương nhiễm gì. Và đó là bộ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. À ta năng mê quả ba than măng ba ti phu bê ni quê sa dê à thanh na ma nu sa dây ya na ki lê say ya pa ni tô. A tha năng quê qua ba tha măng ba ti ba tu bê ni quê ta ye a thân năng ma nu sa say ya na ki say ya ba ni tô. A tha năng mê qua ba tha năng ba ti thu bê ni quê sa ye a thanh năng ma nô sai chay ya na ki say ya ba đi đi tô. Và con đã đọc ra câu pháp cú số 158. Kính mời tất cả Phật tử cùng ở trong room. Dạ xin, hình như mới thấy người phương xa mới vào, xin mời người phương xa nhận biết nha, để lên kệ cho có phước ạ. Dạ, mình mời bằng tay của Sư Thanh Thủy có trước máy không? Dạ, à, lên kệ, còn không thì kính mời chị Lạc Lê lên Phỉnh Pháp Sư nha. Dạ, chị cũng văn cho Tâm Phương biết là hôm nay vị nào thỉnh ạ. À? Dạ.
quên, hôm nay vị nào giảng, dạ em xin sám hối, dạ nói bậy quá. Dạ alo, dạ alo, dạ em kính cảm ơn anh Minh. Dạ Nam mô ta sa pha ga wa to a ra to sa ma sa mu ta sa Nam mô ta sa pha ga wa to a ra to sa ma sa mu ta sa Nam mô ta sa pha ga wa to a ra to sa ma sa mu ta sa Thở Phật mới đạt thành quả vì có sa ba ti phạm thiên cả trong thế giới các miền thành cao quán chung cần chuyển đạo màu hiện trước Phật đề đầu lễ bạch xin ngài tế độ nhân chúng sanh trong khắp cõi trần tội mê điên đạo không phân tội tình cầu Phật tổ ao minh ai tuất hiện ao linh tịnh rất rất nhiều hoàng khai đạo pháp cao siêu tu hành theo đẳng kinh nhiều thiện duyên thế tôn được mạng viên đạo quý con hết lòng hoan hỷ tán dương nhưng vì hoàn cảnh đáng thương không mặn bỏ mặt lẫn đường làm tin chúng sanh vốn va tình lâm bậc không thâm đau chơn giả từ vô thường khổ não giúp ta ngày nãy sơ ngộ thiết tha nhờ ngài xin mở lượng cao dài rắn dài chuyện pháp luân diễn giải diệu ngon chúng sanh nghe đặng pháp môn thoát vòng khổ não dập dồn bảy lâu giải thoát những nguồn sầu cạo thúc diệt tham lam ai dụng bao vòng tội tâm sẽ được sáng trong phát sanh tuy tệ hiểu thông tin tường thông thâu lẽ vô thường vẫn dòi ba tương trong ba cõi mỏng manh vô minh duyên ngoại các hành cõi căn dân dặn chúng sanh luân hồi biển trần thế khổ nỗi chìm đắng bị ngủ ma vầy đắm chuyện đi vậy nên mười đẳng tự bi tạo thuyền phát nhã tự đi vớt người đưa qua chốn tốt tươi yên tình bờ niết bàn chẳng dinh trần ai như đèn rơi suốt trong ngoài chiếu tia sáng khắp các loài hẳn hoang pháp vi trong khải hoàng rầm rộ luật ví như đại cổ hoàng dương kính như dây buộc trên đường luận như mặt trong vật đường đũa minh giống khuya trang giấc mộng trần gian chúng sanh tất cả bốn hàng như sang trong nước minh quang luôn chờ trời đó mọc đẳng nhờ ánh sáng tỏ hoa lành rải khắp hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoan phật nhận lời những chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhẫm vườn lóng giả ngày giờ chẳng sanh thiết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp tự đó là nhóm kiều trần như được nêm ương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giam vạn toàn một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lão năm cả tam giới thừa ẩn phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tin rõ ràng thỉnh ngài thiết pháp nôi đàn từ bi chúng con ngồi khắp chôn ni tối mê cầu được tí tri vạn toàn. Dạ Nam mô Bụt Tha. Dạ dạ con kính thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn Hoan Hỷ dạ thuyết giảng bài học hôm nay cho chúng con. Con xin dừng mic lại, con kính dâng mic cho đại đức ạ. Dạ Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Thời gian trôi đi rất mau, mới đây đã hết một tuần rồi.
Giờ chúng ta vào học bài kinh số 159. Trước khi học bài kinh số 159, con xin đảnh lễ ân Đức Tam Bảo. Arahang samma sambuddho phagawa buddhang phagawantang aphiwadimi sakhato phagawata thammo thammang namassami subhatipanno phagawato savakasangho sanghang namassami. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi Tam Bảo cao thượng, Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác, ngài tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức pháp bảo mà Đức Thế Tôn đã khéo thuyết. Những ai có niềm tin chân chánh thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài mô phạm cho quần sanh là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai cúng dường gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức và nhất là thành tựu các ba la mật để nếu ngộ niết bàn. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương Càng Khắc Bà Súc Sanh Ngạ Quỷ Phi Nhân Atula Diêm Chúa, và nhất là kính chia phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử cùng thân bằng quyến thuộc của quý vị ở gần ở xa, đu được sự an lạc tấn hóa, đi trên con đường chánh pháp của Đức Thế Tôn để nếu ngộ niết bàn đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại tiếp tục học câu pháp cú số 159. Và câu pháp cú này cũng có 4 đoạn. Trước khi trích nghĩa từ vựng thì con xin đọc. Atta nang che tatha kariya kari kaji ra yathanya manut sa sati sudam sudanto vata dhammetha attahi kira đút đạm mô. Nghĩa việc được ngài dịch là: nếu chỉ dạy người khác như thế nào thì nên thực hành đối với bản thân mình như vậy. Quả vậy, người đã khéo được thuần thục thì có thể thuần thục kẻ khác, bởi vì bản thân dĩ nhiên là khó thuần thục. Và câu pháp cú này rất là cô đọng mà Đức Phật đã nhân tiện cái tích chuyện của vị tỳ kheo và ngài đã khuyên các cái người con đệ tử của ngài trong tất cả hàng xuất gia và tại gia cư sĩ. Chúng ta phải học Phật Pháp và nói phải đi đôi với làm, và chúng ta phải thực hành nhiều hơn là cái mình nói nữa. Thường thì chúng ta nói nhiều hơn là cái mình làm, nhưng mà Đức Phật lại dạy là chúng ta phải phải thực hành nhiều hơn là cái mình nói, thì chúng ta mới nói chuẩn được. Và cái đoạn kệ đầu tiên đó là Ta Nanh Chê Tatha Kariya. Chúng ta biết là cái từ Atta hôm qua đã được Thượng Tọa Minh Mẫn đã nói rồi, thì chúng ta biết là Atta nó có rất nhiều cái nghĩa. Atta chỉ về tôi, hay là cũng nói về cái bản ngã, hay nói về cái sự tự cao của mình, nó cũng có Atta. Nó rất nhiều những cái phương diện. Hay là Atta cũng chỉ cho một cái loại kiến. Ở đây Atta trong cái nghĩa của cái bài kệ này là Đức Phật chỉ về cái người học hiểu giáo pháp, thì mình phải thực hành cái nghĩa Atta này, là cái nghĩa mà chỉ cho cái vị đó phải thực hành cái giáo pháp rồi mới đi giáo hóa người. Thì cái từ Atta Nanche đó thì chúng ta biết là
chỉ cho mình, bản thân mình, bản thân mình. Mà hôm qua Đại Đức Minh Mẫn đã nói rồi, thế nên là chúng ta không cần phải chích nghĩa thêm nữa. Còn cái từ tattha, tattha là chúng ta biết là tattha là một cái trạng, một cái trạng từ quan hệ, chỉ có cái nghĩa là như thế ấy, như vậy, đúng là như vậy, như thế ấy, như vậy, đúng là như vậy. Và cái từ kariya thì chúng ta biết là ở đây nó giống như cái động từ to do ở tiếng Anh vậy đó, tức là làm hay là thực hành. Thực hành. Và cái từ giáp thanh nhát manusa sati, giáp thanh nhân, giáp thanh nhân thì nó có hai cái từ, nó lại hợp từ cái từ giá tha cộng với anh nhân, nên là nó ghép lại thì nó biến đổi thành giá thanh nhân, giá thanh nhân. Giá tha là cái chặng từ quan hệ là như thế nào, như vậy. Còn anh nhân tức là như thế nào cũng có nghĩa là khác nữa, tùy theo cái câu kệ mà cái từ anh nhá này, anh nhân này, thì ở trong cái nghĩa này thì nó đi chung với giáp tha anh nhân, tức là như thế nào. Và tiếp theo nữa là cái từ anusasati, thì cái từ anusasati cái căn của nó là căn sa, tiếp đầu ngữ của nó là á lú cộng với á và tí, nó là động từ. Thay động từ tức là chỉ dạy, chỉ dạy hay là khuyên, khuyên dạy hay là hướng dẫn hay là bảo ban, bảo ban. Tiếp đầu ngữ á lú của nó là có nghĩa là theo hay là kế. Căn xa của nó tức là dạy dỗ, dạy dỗ. Và cái câu kệ thứ ba và thứ tư là su đanh, su đanh tô quá tát đâm mê thát át ta hí ký giáp đút thạ nô. Cái từ su đanh tô, cái căn của nó là căn đanh, tiếp đầu ngữ của nó là su cộng với tá, đúng là su đanh tí, nhưng mà ở đây nó chia theo quá khứ phân từ cái động từ của nó. Ở đây là quá khứ phân từ thuộc nam tánh và chia theo chủ cách. Số đếm là đã khéo được huấn luyện, đã khéo được huấn luyện, đã khéo được thu thúc, đã khéo được kiểm soát. Tiếp đầu ngữ xuống tức là khéo léo, khôn khéo, tốt đẹp. Canh đâm cái nghĩa là thu thúc, kiểm soát, thuần thục, thuần phục, thuần phục. Và tiếp theo nữa là cái từ át tá thì chúng ta biết rồi. Cái từ quá tá, tiếp theo là cái từ quá tá. Là cái trạng từ, nó là cái trạng từ bổ nghĩa cho cái câu kệ này. Đó là chỉ cho cái sự thật vậy, dĩ nhiên, chắc chắn. Và tiếp theo nữa là cái từ đâm mê thá, đâm mê thá căng đâm. Nó căng của nó là căng đâm, động từ, nó là động từ. Đâm mê tí. Và cái nghĩa của nó là có thể thuần thục, có thể tự mình điều phục, có thể tự mình kiểm soát. Và cái từ atta, atta này là cái danh từ nam tánh, ở đây theo chủ cách. Nghĩa của nó là nói về bản thân, nói về mình, chính mình. Còn cái từ ký rá nó là bất biến từ,
có biến từ là quả vậy, thật vậy, thật là, đúng là như vậy, thật là, đúng là vậy. Và tiếp theo cái từ cuối cùng gọi là Buddhamo, Buddhamo. Buddhamo tức là cái nhóm từ đú cộng với đám á, và nó thuộc lam tánh và chia theo thể, nó là chia theo chủ cách. Đây là khó thuần thục, khó thuần thục, khó kiểm soát, khó điều phục. Cái gì khó điều phục? Cái tâm của chúng ta, cái ý hành của chúng ta là khó điều phục nhất. Cái tâm, cái ý hành của chúng ta khi mà các cái căn này là rất khó để điều phục, rất khó để mà chánh niệm tỉnh giác được trên sáu các cái căn môn này. Mà cái người nào mà không có điều phục được các cái căn môn này trong giáo pháp của Đức Phật, thì cái người đó khó có thể truyền đạt được cái giáo pháp của Ngài đến với người khác mà người ta đặt niềm tin lâu dài và đưa đến sự giải thoát được. Khó lắm. Cái tiếp tục nữa, đú là khó, xấu. Cái từ đá má là danh từ trung tánh, là cái việc kiểm soát, việc thuần phục. Như vậy chúng ta thấy được rằng là thật khó mà để mà kiểm soát được thân khẩu ý của chúng ta, thật khó mà điều phục được thân khẩu ý, nhất là cái ý hành của chúng ta. Đức Phật dạy cái câu kệ mà không thân ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm, tâm điều an lạc đến, thì cái tâm của chúng ta nó ở hang rất là sâu, tức là nó ở sáu cái hang: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Nó cứ liên tục tiếp xúc với các cảnh trần, và chúng ta rất khó để kiểm soát nó. Và nhất là cái ngũ căn của chúng ta đó, nó che mờ cái lộc ý của chúng ta rất nhiều trong đời sống. Chính vì nó che mờ như vậy, chúng ta không học hiểu kỹ giáo pháp, vì ta không biết được chánh niệm nó nằm ở đâu và tỉnh giác nó như thế nào. Do vậy mà chúng ta đừng có khinh thường với năm cái căn môn ở bên ngoài, nó che mờ cái ý môn liên tục nếu mà chúng ta không có sự hiểu biết về nó. Và ở đây được Ngài giải thích câu kệ 159 là: hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người, khéo tự điều điều người, khó thay tự điều phục. Khó thay tự điều phục. Đó là cái câu kệ mà Ngài Thích Minh Châu đã con kính lễ, con kính đảnh lễ đại đức Pháp Tính ạ. Lâu quá con thấy đại đức đi tụng kinh Tam Bảo về, nhớ chi phước cho con nha. Và bây giờ thì chúng ta đến cái phần về tích truyện của cái câu kệ này. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Câu kệ pháp cú này Đức Thế Tôn thuyết khi mà người Ngài ngự tại kỳ viên Chetavana Vihara. Và câu chuyện này thì đề cập đến một vị trưởng lão Tathani Katisat. Và trưởng lão Tathani Katisat thì Ngài một hôm Ngài đi đến học thọ huấn một cái đề mục thiền nơi từ bậc đạo sư. Và Ngài thuộc những cái lời mà bậc đạo sư dạy, rồi Ngài mới dẫn 500 vị tỳ khưu vào trong rừng để hành thiền. Và vị trưởng lão này dạy rằng: này các chư đạo hữu, quý vị đã rất may mắn được thọ trì đề mục tham thiền từ nơi Đức Phật hiện tại do tôi được nghe. Vậy quý vị hãy chuyên cần hành sa môn pháp đi.
Và khi việc đó truyền đạt những cái đề mục như vậy, giáo khóa chúng tăng như vậy, nhưng mà cái vị tôn giả này khi mà nói với các vị ở trong rừng như vậy thì vị đó về nhà cũng không bao giờ hành sa môn hạnh, mà vị đó chỉ nằm ngủ. Vị đó ưa thích nằm ngủ. Vào canh đầu thì các chư tỳ khưu đi kinh hành, thì đến canh giữa thì vào tịnh thất riêng trưởng lão Ta Tha Lý Cát Tí Xá, ngài tỉnh giấc và ngài đi đến chư tỳ khưu của chấp. Các vị trở vào tỉnh thất với cái ý định sẽ ngủ đấy à, hãy nhanh chóng trở ra hành pháp sa môn đi chứ. Rồi tôn giả lại tự chính mình, khi nói xong câu đó chư tăng đi tu tập thì vị đó lại vào cái tỉnh thất của mình và ngủ tiếp. Thì các tỳ khưu đi kinh hành chọn cả canh giữa, thì đến canh cuối mới trở vào tỉnh thất. Câu chuyện này nó rất là vui phải không? Nhưng mà trong thực tế cuộc sống của các nhà sư nó cũng y chang như vậy. Người nào tinh tấn thì tinh tấn, người nào ngủ vẫn ngủ thôi, bởi vì các pháp là vô ngã mà. Tỉnh thất và tôn giả lại thức giấc, đến giờ đó thì lại thức giấc và đến nơi các vị tỳ khưu đó, rồi lại dẫn các vị tỳ khưu ra khỏi tỉnh thất, rồi lại tự mình trở vào ngủ tiếp. Rồi tôn giả Bát Tha Lý Cát Tí Xá thì thường làm như vậy, nên là chư tỳ khưu không thể học hỏi hoặc là định tâm trên đề mục được, bởi vì cứ lâu lâu ngài lại ra như vậy thì tâm của các ngài đã bị phóng dật nhiều. Và chư tỳ khưu mới bàn luận với nhau rằng cái thầy A Xà Lê của chúng ta đó đã tự tinh tấn quá mức như thế, vậy chúng ta hãy nhìn xem là như thế nào. Thì khi biết rõ cái sự việc như thế thì các chư tỳ kheo mới bàn luận với nhau rằng: này các đạo hữu ơi, chúng ta bị tổn hại rồi, thầy A Xà Lê của chúng ta chỉ dạy chúng ta suông thôi, khi chính ngài lại không có thực hành. Và trong số trăm vị tỳ khưu vất vả đó chẳng có ai chứng được đạo pháp thượng nhân cả. À, chúng ta biết là cái nhân cách của một vị thầy nó rất là lớn. Một vị thầy phải có rất nhiều những cái pháp. Chút nữa thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị. Thì mãn bồ an cư thì chư tỳ kheo trở về ý kiến Đức Thế Tôn và được ngài thân đón tiếp rất là thân hữu, và ngài mới phán hỏi rằng: này chư tỳ khưu, các thầy đã chuyên cần hành sa môn pháp phải chăng? Thì chư tỳ khưu mới bạch trình lên Đức Thế Tôn mọi việc, và ngài mới dạy rằng: chúng ta để ý ở đây, tức là ngài không có gỡ trách đâu, mà ngài cho chúng ta biết là vị tỳ khưu này tiền kiếp là cái gì và chưa thể chứng đắc đạo quả được, pháp nó đều do duyên cả, chứ không phải là chúng ta nghĩ là cái vị đó phải như này hay phải như kia đâu. Chúng ta đừng có đi vào những cái ngôn ngữ mà chúng ta phán xét cái ngài này, mà tất cả pháp nó đều do duyên của nó hết. Thật vậy, này các tỳ khưu, tu ấy chẳng phải chỉ làm tổn hại các thầy trong hiện tại, mà trong quá khứ thì y cũng đã từng như thế rồi. Rồi bây giờ theo lời thỉnh cầu của chư tỳ khưu thì Đức Thế Tôn đã giảng thuyết rộng rãi về cái bổn sanh chuyển, bắt đầu bằng cái bài kệ mà chúng ta biết trong cái chuyện Túc Sanh Chuyện đó, thì cái kể về cái câu chuyện con gà trống mà 2 giờ, 1 giờ, 12 giờ nó gáy, 1 giờ nó gáy, rồi người ta ngủ, dân làng ngủ không được, mà nó con gà trống đó, bị người ta sát hại. Thì ngài mới thuyết cái câu kệ là: Amata Pitu Sang Wat Ho Amacha Lija Ku Le Wat Sang Nayan Kana Maka Nangwa Aficha Mi Ti Kuk Kuku Ti Tu Ti.
không được cha mẹ nuôi lớn dạy dỗ, cư ngụ trong nhà thầy giáo của ta. Con gà trống này không biết rõ lúc nào là chánh thời hoặc phi thời. Và sau khi kết thúc cái chuyện câu chuyện tục sanh về cái con gà trống gáy phi thời mà chúng ta đọc ở trong cái tiểu bộ mà trong chuyện tiền thân á, thì đó có cái câu chuyện này, và con gà đã bị người ta làm thịt, thì chính là cái tiền kiếp của cái vị tỳ kheo này. Thì bậc đạo sư mới kết luận rằng: này các tỳ khưu, muốn xứng danh là một cái bậc thầy vĩ đại dạy dỗ kẻ khác thì phải khéo tự dạy lấy mình trước đã. Người đã khéo dạy mình như thế mới đáng gọi là điều ngự. Nói rồi Đức Bổn Sư ngâm kệ rằng: Atta nanh chê tát tha ca ri gia chát thành nhát ma nút xà sát tí sát đầm tô vát ta đạp lê thá Atta hi ca ki ra đút đạp mô. Nếu muốn khuyên người khác làm như mình, trước hãy sửa mình rồi sau sửa người, vì tự sửa mình vốn là điều khó nhất. Và chú giải giải thích là: Atta nanh chê tát tha ca ri gia yat tha năng asusa sati, dạy người như thế nào hãy tự dạy mình thế ấy, cũng như khi dạy người khác. Mình đã nói: này tỳ khu, thầy phải tinh tấn đi kinh hành trong canh một vân vân, thì tự mình phải cương quyết hành đạo như đi kinh hành vân vân. Và được ngài Pháp Minh Cẩm Đề là Đề Xá có danh tinh tấn thiền, ngờ đâu thầy cứ miên miên cuối căn thức dậy kêu hành giả hãy thức hành thiền chớ ngủ yên. Mỗi đêm thức suốt cả ba căn, mệt mỏi thân tâm đạo chẳng thành, đệ tử đi rình xem trưởng lão mới hay ông ngủ gáy ngon lành. Phật dạy từ điều rất khó khăn, bảo thân phải huấn tập siêng năng để làm gương mẫu cho người khác mới đáng là thầy hướng dẫn tăng. Trước tiên thì đó là bài kệ ngày hôm nay con vừa mới trình bày xong. Trước tiên thì chúng ta biết rằng trong tăng chúng thì chúng ta biết là để dạy, để chia sẻ với người cư sĩ thì nó rất là dễ. Một vài bài nhưng mà khi tiếp xúc á, mà cái người cư sĩ ở gần á, mà để họ kính trọng mình, tôn kính mình thực sự đó, thì là điều vô cùng khó. Bởi vì bản chất của con người là luôn luôn đi tìm lỗi, và người thầy đó chỉ cần nhúc nhích cục kịch là đã cái tiếng đồn rất là xấu xa. Nhưng mà để cho tăng chúng thuyết giảng mà tăng chúng ngồi lắng nghe với lòng cung kính thì phải nói là vị sư đó phải là bậc thượng nhân thôi, phải là bậc thượng nhân. Và chúng ta để ý đó, trong cái pháp mà chúng ta đang thuyết giảng thì chúng ta thấy được rằng rất ít có những vị sư ngồi lại để nghe vị sư thuyết giảng, vì trong họ luôn luôn có cái sự nghĩ rằng mình cũng là một vị sư, cũng là vị chư tỳ khưu, mình không cần phải nghe ông này ông kia, mình học như vậy là đủ rồi. Và để một vị sư kính trọng một vị sư là càng khó hơn rất là nhiều, rất là nhiều. Và để làm thầy, người cư sĩ đã khó, mà để làm thầy, mà để cho người học trò hay là vị sư kính trọng thật sự đó, thì vị đó phải
không những giỏi về pháp học, pháp hành, mà còn những cái đức hạnh, cử chỉ của chúng ta trong đời sống. Vì bản chất của phàm phu đó thì họ không có chịu lắng nghe, họ không có cái tâm nhẫn lại. Mặc dầu các ngài rất là tốt đẹp, nhưng mà không vừa ý họ thì họ cũng cho đó là xấu xa. Chúng cho đó là xấu xa. Họ không nhìn trên cái, họ không nhìn vào pháp, mà họ chỉ nhìn cái con người này hay con người kia. Họ không biết được rằng pháp sanh khởi đều do các duyên mà nó thành tựu là như vậy. Rồi tiếp theo nữa, cái bài kệ này thì chúng ta biết được rằng là một vị pháp sư thì vị đó phải trang bị cho mình không những kiến thức rất là uyên thâm, ngày ngày phải lắng nghe nhiều pháp, bất cứ cái ngày nào mà thuyết pháp mà chúng ta đều phải nhẫn lại lắng nghe để học hiểu, để có nhiều thêm về pháp. Và hơn nữa, một vị thầy thì phải cần có rất nhiều cái tâm nhẫn lại là một, cái lòng chân thực là hai, cái tâm từ bi hỷ xả phải rất là lớn lao. Mà vị thầy đó cũng phải can đảm để thấy ra những cái lỗi của mình, và nhất là thấy ra các cái phiền não trong nội tâm này chúng chỉ là pháp mà không có cái sự che đậy rụt rè, ngay kể cả giữa đám đông. Và vì đó phải nhận biết được tất cả chỉ là các pháp. Và chúng ta biết được hoàn cảnh chúng ta sống hoàn toàn đơn độc, từ vô thủy cho tới vô chung, kiếp sống nào chúng ta cũng chỉ đơn độc với nghiệp quả của mình, với các cái đối tượng thị giác, âm thanh, màu, mùi, vị, dưỡng chất, cứng, mềm, nóng, lạnh, và những cái cảm thọ tham, sân, si. Khi mà chúng ta hiểu cuộc đời này chúng ta không có tiếp xúc với con người hay ai đó cả, mà chỉ có những cái pháp đơn độc này đến và đi, sanh và diệt theo duyên của nó mà thôi. Khi nào mà chúng ta nhận biết như vậy thì chúng ta không có ý niệm về ngã nữa, và chúng ta mới thực thấy được cái diệu pháp của Đức Thế Tôn, và chúng ta mới thực sự quay về với chính mình, và mới thực sự biết được rằng chẳng có gì đáng cho chúng ta lương vào cả ngoài cái diệu pháp, ngoài cái lý tứ thánh đế và cái ngũ uẩn mà đang hiện diện ở đây, mà Đức Phật dạy cái con đường bát thánh đạo này. Khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì thật là vô cùng hữu ích cho chúng ta. Khi mà chúng ta nhận ra điều đó, và chúng ta nhận ra điều đó, những cái con người này hay con người kia thực tế đó chỉ là những cái tâm suy nghĩ, nó hiện khởi rồi nó biến mất mà thôi, chứ hoàn toàn không có một cái con người nào cả. Khi mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta trở về với cái thực tại hiện tiền, cái pháp chân đế, và chúng ta biết rằng chúng ta đang sống đơn độc,
Thật sự pháp đến và đi vô cùng đơn độc. Vì chúng ta chìm trong những suy nghĩ, trong những cái câu chuyện của suy nghĩ, nên là chúng ta tưởng như thế giới này, chúng ta gặp rất là nhiều người thân, người thương, nhưng thực tế không phải. Cái đó chỉ là bóng ảnh qua mắt, chúng rất là tạm bợ và vô thường. Không có một ai trong cái khoảnh khắc nào của thấy, của nghe, của ngửi, của đếm, của xúc, của chạm cả. Khi chúng ta sống, khi chúng ta suy nghĩ, thì chúng ta sống trong cái thế giới của suy nghĩ. Dù trong kiếp quá khứ, kiếp hiện tại hay kiếp Việt Nam, thì chúng ta cũng chỉ sống đơn độc. Vì sao? Vì bản chất của các pháp chúng là như vậy. Chúng đã đơn độc theo cái nghĩa khổ, theo cái nghĩa vô thường, theo cái nghĩa vô ngã nữa, theo cái nghĩa vô ngã nữa. Nên là một người thầy hay là một người bạn đạo mà muốn truyền đạt cho người bạn của mình hiểu, thì người đó không những biết rất nhiều về kiến thức Phật Pháp, nhưng mà người đó còn phải biết về chính mình nữa. Người đó phải đem cái lời dạy của Đức Phật, phải hiểu được cái lời dạy của Đức Phật ngay về cái cuộc sống này, ngay về cái khoảnh khắc bình nhật của mình, thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm này. Cái thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm, chúng ta đừng tưởng rằng chúng ta hiểu được nó. Người nào hiểu được nó, người đó đã có chi kiến chánh trực và đắc tu đầu phần rồi. Chứ không phải là chúng ta đắc được thiền định là chúng ta ngon lành đâu. Cái đó nó khó của thiền định rồi, nhưng mà nó không có nhầm nhò gì đối với cái lời dạy của Đức Phật cả. Cái người nào hiểu thực sự đối tượng thị giác, âm thanh, màu, mùi, vị, cứng, mềm trong cuộc sống, nó không thực sự là ai cả, thì vị đó đã có chi kiến chánh trực trong diệu pháp của Đức Thế Tôn. Dầu vị đó chưa có đắc đạo, thì trước sau thì vị đó cũng đắc đạo, bởi vì chánh trí tuệ đã được thắp sáng từ nơi tâm của mình. Vì đó không còn nghi ngờ gì về đối tượng thị giác, chỉ là màu của tứ đại. Vì đó không còn nghi ngờ gì cái con mắt, chỉ là sắc do nghiệp sinh. Chúng là vô tri vô giác, chúng không phải là tôi, và cái đối tượng thị giác cũng không phải là tôi, mà hai cái pháp này chúng đều là sắc, nhưng mà duyên của chúng khác nhau. Và do có duyên đó, chúng kết hợp in dấu lên mắt và nhãn thức sanh khởi. Làm duyên với nhãn thức sanh khởi, và nhãn thức là một pháp khác, chúng diệt đi, và nhãn thức này cũng do nghiệp quá khứ đã tạo, chúng sanh và diệt. Khi một người hiểu giáo pháp của Đức Phật một cách tốt đẹp như vậy cũng chưa đủ nữa, người đó phải trang bị cho mình cái tâm nhẫn lại vô cùng lớn. Vì chúng sanh, muốn tế độ chúng sanh thì tế độ chúng ta đã khó, vô cùng khó, mà muốn tế độ cho chúng sanh thì chúng ta phải trang bị cái tâm từ, tâm bân hỷ, tâm xả, và trang bị cái trí tuệ. Vậy trang bị cái gì? Trang bị cái lòng nhẫn lại và cái sự vị tha rất là lớn lao. Vì sao vậy? Vì muốn có cái tình thương đối với chúng sanh, và muốn cho chúng sanh được biết đến giáo pháp của Đức Phật,
được có thành tựu đức tin, thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu trí tuệ, thành tựu con đường giải thoát đến với họ, thì quả thật là chúng ta phải nghe diệu pháp và thực hành, phải có đức tin nơi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, phải biết pháp học, pháp hành, phải tu tập rất là nhiều. Vì chúng sanh rất nhiều phiền não, ngay bản thân của chúng ta học giáo pháp của Đức Phật, chúng ta thấy đó, sau cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm đó, vô minh rất là nhiều, tham rất là nhiều, sân rất là nhiều, si rất là nhiều, tà kiến rất là nhiều, chấp ngã rất là nhiều, ý niệm về tôi rất là nhiều. Và chúng ta thấy sau khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm đục này, đa phần là tâm của chúng ta không có được nhận biết các pháp như chúng là, không có rõ biết được. Và cái si ám nó che mờ hết, vô minh nó lớn lắm thưa quý vị, lớn không thể tưởng tượng được. Ngoài diệu pháp của Đức Thế Tôn, chúng ta không nghe kỹ và không hiểu thấu đáo về cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm hàng ngày, mà những cái đó là những cái chúng ta cần phải học, cần phải biết, cần phải có chánh niệm tỉnh giác về nó. Thì chúng ta, dầu chúng ta học Phật Pháp, nhưng cũng không mấy ai thường xuyên nhắc về nó, thường xuyên dạy về nó. Và chúng ta đi theo những cái câu chuyện ở đằng sau đó quá nhiều. Chúng ta tưởng tượng ra rất nhiều thế giới để mà có cái tôi, cái ta này, để hưởng cái sự lạc thú hay là cái ngã mạn về tôi rất là lớn thưa quý vị. Rất lớn, lớn lắm. Và chúng ta biết dục thì nó có mặt ở khắp mọi nơi. Và cái thời buổi bây giờ thì chúng ta biết được dục nó lên ngôi, dục nó lên ngôi, các cái dục ngũ trần rất là nhiều. Và chùa chiền cũng vậy thưa quý vị, rất nhiều các dục nó lấn áp hết cái tâm trí, không dễ gì mà tu tập đúng cái đức hạnh mà Đức Phật dạy được. Thật là khó, cái đó là một sự thật. Nếu chúng ta không nhìn nhận cái điều đó là đúng, thì chúng ta không thể nào mà thoát khỏi được dục ái, vô minh và phiền não được. Nhưng mà nó bắt nguồn từ đâu? Nó vẫn bắt nguồn từ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm. Do chúng ta không biết được khoảnh khắc này chỉ là những cái khoảnh khắc quả của nghiệp thiện hay bất thiện mà chúng sanh diệt liên tục trong đời sống hàng ngày. Và chúng không phải là con người này hay con người kia, mà cái thực sự chúng ta đắm nhiễm vào
kể cả cái được gọi là thân người thì nó cũng chỉ là tứ đại, vô chi vô giác, là cứng là mềm, là nóng là lạnh, là màu là mùi, là vị là dưỡng chất. Mà đã bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi, chúng ta vẫn đắm chìm ở trên đó, thì đủ thấy được rằng cái lãnh vực của vô minh nó lớn đến mức độ như nào. Và năm cái căn trần này, những cái đối tượng của nó luôn luôn nó làm cho tâm của chúng ta hướng ra, và là cái đối tượng này nó che mờ cái ý môn của chúng ta. Chúng ta cũng không phát hiện được đâu là lộ nhãn môn, đâu là lộ nhĩ môn, đâu là lộ tỷ môn, đâu là lộ thiệt môn, đâu là lộ thân môn, và đâu là lộ ý môn. Khoảnh khắc của chánh niệm thì nó không có suy nghĩ gì cả, nhưng mà rất an tịnh. Khoảnh khắc nào có suy nghĩ thì khoảnh khắc đó không phải là chánh niệm tỉnh giác của tứ niệm xứ. Mặc dầu ở đó nó là tâm thiện đi chăng nữa, thì cái chánh niệm đó cũng chỉ ở cái giai đoạn như là bố thí, hay là suy nghĩ, hay là thiền định. Còn cái khoảnh khắc của chánh niệm tỉnh giác thì nó chỉ được sanh ở ý môn, và cái thực tại của cái ý môn đó là một trong năm cái thực tại, là cái cảnh sắc hay là cảnh thinh, cảnh vị, cảnh xúc, hay là cảnh pháp chân đế ở trong đó mà thôi. Mà chúng ta muốn chánh niệm tỉnh giác được sanh khởi á, thì chúng ta phải hiểu rất rõ về năm cái căn ở bên ngoài, để chúng ta biết được rằng cái thấy chỉ là cái thấy. Cái thấy không phải là cái nghe. Vì sao không phải là cái nghe? Vì cái thấy nó có duyên riêng, căn của nó để sanh khởi là riêng, thế giới của nó là riêng. Và cái thấy nó chỉ thấy đối tượng thị giác. Đối tượng thị giác thì không phải là đàn ông, đàn bà, là vợ, là chồng, là con, là cái, là cái chi chi cả. Nếu không có tứ đại ở đó thì cái đối tượng thị giác không thể sanh khởi. Như vậy thì cái đối tượng thị giác nó là một cái sắc y tương sinh từ cái tứ đại nó hiện khởi. Và đối tượng thị giác chỉ là đối tượng thị giác. Đối tượng thị giác nó không biết nó là cái chi, nó không phải là đàn ông, đàn bà, nó không biết buồn, không biết vui, không biết sợ, không biết sầu, không biết u, biết ai, nó không phải là nhân, không phải là quả. Nó chỉ là một pháp in dấu nơi con mắt và nó diệt đi. Thì nếu chúng ta hiểu được như vậy thì nó vào trong nội ý, thì nội ý tỉnh giác lên liền và thấy nó cũng là một pháp. Pháp đó nó sanh diệt theo từng cái lộ trình tâm của nó, và rồi cái sắc này đến nội ý thì nó cũng diệt đi, tâm chánh niệm được nó cũng diệt đi. Chúng ta không có thấy cái chi là người, đàn ông, đàn bà hay tôi ta gì ở đó, thì lúc đó chúng ta sẽ nhận rõ và các pháp được lộ diện. Từ biết được thế nào là lộ nhãn môn và lộ nhĩ môn, à lộ ý môn tiếp lối, thì lộ tỷ môn, thiệt môn, thân môn nó cũng vậy. Nó chỉ khác ở đối tượng là sắc khác nhau, như là âm thanh. Không có tứ đại thì âm thanh cũng không thể sanh khởi. Nhưng mà âm thanh thì không phải là tứ đại, mà trong âm thanh thì nó có tứ đại. Nhưng mà âm thanh thì nó không là tứ đại, bởi vì nó đang là đối tượng của nhĩ thức. Mà chỉ có tâm nhĩ thức chúng mới bắt được cái âm thanh này, chúng mới biết được cái âm thanh. Âm thanh thì không phải là đàn ông, đàn bà, là cứng, là mềm, là nóng, là lạnh,
âm thanh chỉ là một sắc pháp vô thường, và cái nghe âm thanh cũng chỉ là một danh và chúng vô thường. Âm thanh thì không phải là nhĩ căn, nhĩ căn thì không phải là âm thanh. Không có nhĩ căn thì âm thanh cũng không có thể sanh khởi được. Do vậy, các pháp nó phải có nhiều duyên cho nó sanh khởi và rồi nó hoại diệt. Rồi cái nghe thì không phải là nhĩ căn, cái nghe thì không phải là âm thanh. Cái nghe nó chỉ nghe âm thanh có mặt ở đó, chỉ nghe những cái âm thanh nào được in dấu vào cái vùng lãnh vực của nó thì nó nghe. Nghe chỉ là nghe, nghe chỉ là một tông quả. Nghe cũng không có buồn, không có vui, không có chánh niệm, không có tỉnh giác, không có sầu u. Bởi vì nghe chỉ là một cái tâm quả của nghiệp, nghe thọ khổ, thọ lạc, thọ u. Nghe chỉ là nghe. Cũng vậy, mùi là một pháp được in dấu vào mũi. Và chúng chỉ là một sắc pháp, và cái ngửi mùi thì chỉ có ngửi mùi thôi. Và quý vị thấy khi mà chúng ta hiểu được pháp như vậy thì bất cứ cái câu kinh nào, lời Đức Phật dạy nào chúng ta thuyết đều đem về hết với lý tứ thánh đế và ngũ uẩn. Và không thể nào chạy khỏi được. Và trí tuệ sẽ sanh lên từng ngày. Và chỉ có trí tuệ mới thanh lọc được giới định tuệ, thanh lọc được tâm trí của chúng ta mà. Và không bao giờ đi lạc cái con đường. Đấy, hãy tự làm cho mình nhé, như điều mình dạy người. Chúng ta phải hiểu giáo pháp. Hãy học giáo pháp như thế nào cho đúng lời Đức Phật dạy, thì truyền đạt cho mọi người, thì trí tuệ tự động của mọi người sẽ được tăng trưởng. Hình như chúng ta không có thích thú với cái điều đó. Chỉ muốn cái người Phật tử hiểu cái ý mình thuyết, mà chúng ta không biết được rằng là hãy thuyết cái giáo pháp của Đức Phật, hãy hiểu giáo pháp của Đức Phật để truyền đạt cái giáo pháp đó, để tự thân của tất cả đều bừng sáng lên trong giáo pháp của Đấng Như Lai. Và rồi cái thân xúc chạm cũng vậy. Lúc này đây thì cái cứng cái mềm, nó chính là tứ đại, một ba đại, và nó in dấu vào nơi thân căn theo từng khoảnh khắc, và nó đang có mặt, nó xuất hiện trong đời sống hàng ngày rất là nhiều. Mỗi khi xúc chạm thì chúng ta lại quên mất, mà chúng ta cứ nghĩ rằng mình xúc chạm người này người kia, cái chén cái bát, mà chúng ta quên mất rằng đó chỉ là cứng, là mềm, là nóng, là lạnh. Vì chúng ta quên mất nó nên là cái câu chuyện về nhiều thứ khác nhau được sanh khởi, và nó che mờ hết cái thực tại hiện tiền. Nhưng mà cái đó cũng chính là thực tại si mê. Vậy thì Đức Phật dạy qua cái câu kệ này là sao? Hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người. Ngài khuyên các con của Ngài là hãy tinh tấn học hiểu giáo pháp, chia sẻ giáo pháp lẫn nhau, và tinh tấn nỗ lực vun bồi trí tuệ, vun bồi chánh niệm tỉnh giác, vun bồi các đức hạnh. Càng ngày chúng ta tu tập thì chúng ta càng phải xa rời với tham sân si. Phải hiểu rõ được tham sân si nguy hiểm thì nó mới đúng chứ. Còn nếu mà chúng ta xuất gia trong giáo pháp của Ngài, chúng ta lại chỉ đắm nhiễm vào trong các dục, đắm nhiễm vào trong cái sự cúng dường,
đắm nhiễm vào trong danh, đắm nhiễm vào trong lợi, đắm nhiễm vào trong các cái quyền hành, thì chúng ta không bao giờ phát triển được cái hạnh lành. Mà chúng ta biết rồi, chúng ta luôn luôn cô đơn, lữ thứ trong hành nghiệp của mình. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc. Khi nào chúng ta hiểu được nghiệp, quả của nghiệp và phiền não, thì chúng ta sẽ không còn nương tựa vào những cái ý niệm về ngã. Nó thổi phồng cái sự ngã mạn cống cao và tôi như thế này, tôi như thế kia nữa. Chúng ta sẽ hành xử đúng như bậc chân nhân mà Đức Phật đã dạy. Chúng ta sống với từ bi, sống với hỷ xả, sống với sự chân thật. Mà cái này không phải là ai đó làm được, mà chỉ có nghe và hiểu giáo pháp của Đức Phật, suy xét, suy tư để thấy cái diệu pháp mà Đức Phật dạy cao quý đến mức độ như thế nào, thì tự động những cái đức hạnh, những cái giới hạnh, những cái thiện được vun bồi, chứ không có một ai làm được bất cứ một cái gì cả. Chúng ta đừng nghĩ rằng tôi vào giáo pháp, tôi học hiểu giáo pháp, tôi sẽ đoạn trừ tham sân si. Không phải, mà chỉ có trí tuệ. Ngay từ đầu chúng ta phải hiểu là vô ngã. Và chúng ta biết rằng nếu không tích lũy trí tuệ thì không có một cái hạnh lành nào được vun bồi cho sự giải thoát cả. Không có, không có. Và trí tuệ luôn luôn phải đi tiên phong trong vấn đề chúng ta nghiên cứu giáo pháp của Đức Phật. Cái chi kiến chúng ta phải loại bỏ được tất cả những cái ý niệm về ngã. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải biết được tại sao không có ngã. Thì chúng ta phải phát hiện ra được những cái pháp tinh tế này, như cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái xúc, cái chạm. Mỗi một căn là một thế giới riêng của những cái tâm lộ riêng. Tâm thấy thì chúng kinh nghiệm đối tượng thị giác. Từ quá khứ cũng vậy và tương lai cũng vậy, hiện tại cũng đang là như vậy. Cái thấy này, nó thấy đối tượng thì bắt buộc nó phải có cái ánh sáng, và cái đối tượng được in dấu lên con mắt. Nhưng mà cái thấy thì nó vẫn sinh ở trong bóng tối. Còn ánh sáng nó là một sắc pháp, nó không phải là cái. Như vậy là cái ánh sáng này nó không diệt trừ được vô minh. Chỉ có cái này nó không diệt trừ được vô minh. Chỉ có cái ánh sáng trí tuệ nó mới diệt trừ được vô minh mà thôi. Và trí tuệ này nó cũng sanh ở trong bóng tối, nên tất cả tâm nó đều tích lũy ở trong bóng tối. Thiện ác nó cũng tích lũy ở trong bóng tối, mà trí tuệ nó cũng tích lũy ở trong bóng tối. Nhưng mà vô minh thì là nó tối không thể tưởng tượng được. Nhưng mà nó tối như thế nào thì cái ngọn đèn mà Đức Phật dạy cho chúng ta, tức là cái ngọn đèn về Bát Chánh Đạo, con đường về Tứ Thánh Đế, tức là cái tri kiến về Lâm Uẩn như thực ngay trong đời sống hàng ngày. Bắt đầu từ những cái thấy cái nghe này, chúng ta sẽ tìm được đầu nguồn, tức là cái mà luôn luôn chạm vào các căn môn của chúng ta trong đời sống hàng ngày, chính là những cái thế giới đang sinh và diệt mà không được hiểu biết chúng là các pháp, chứ không phải là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Do vậy, Đức Phật dạy hãy tự làm cho mình là sao? Tức là một vị tỳ kheo hay là một người Phật tử là con của Đức Phật, thì chúng ta phải gìn giữ giới hạnh, phải nghiên cứu Phật Pháp. Cái người Phật tử phải nghiên cứu Phật Pháp sâu rộng, kể cả là tạng luật
bất cứ cái điểm nào pháp của Đức Phật không phải là để cho vị tỳ kheo, mà để cho tất cả mọi người đến với giáo pháp, chúng ta phải nghiên cứu sâu sắc để mà chúng ta nắm bắt. Và chúng ta thấy những cái ai đó nói cái gì nó chưa đúng sai, chúng ta cần phải chỉnh đốn để sửa. Chứ không phải người Phật tử chỉ giữ gìn năm giới, không phải như vậy thưa quý vị. Người Phật tử có thể giữ được rất nhiều giới hạnh nếu chúng ta nghiên cứu về tạng luật. Và người Phật tử cũng có thể chia sẻ giáo pháp đến các bậc xuất gia như thường, như chúng ta thấy như cư sĩ Chí Tá, Thâm Á Đinh Na, vân vân, rất nhiều. Mà hãy tự làm cho mình, tức là chúng ta phải tu học trong giáo pháp của Đức Phật một cách chân chấm. Nói làm sao thì làm như vậy, nhưng mà hãy làm nhiều hơn là nói. Khi chúng ta nói thì chúng ta chỉ nói giáo pháp của Đức Phật thôi, vì ngoài giáo pháp của Đức Phật ra thì tất cả mọi chuyện đều là tầm phào hết. Và rất nhiều những cái chuyện vô ích, và chúng ta đã thấy nhiều người đi tu nhưng mà toàn là nói chuyện về chiến tranh, nói chuyện về cái người này người kia rất là nhiều, và chúng ta không thấy cái đó là tà ngữ. Là Đức Phật khuyên hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người, tức là mình hãy làm cho mình một cách chân chánh tốt đẹp, tự mình cảm thấy không có xấu hổ, tự mình cảm thấy có giới hạnh, tự mình cảm thấy đi đến đám đông không có sự sợ hãi run rẩy, vì mình có giới hạnh. Giáo pháp mình học một cách thông hiểu, và những gì mình chia sẻ thì mình chia sẻ đúng với cái bài pháp đó, cái câu kệ đó, và chỉ ra những cái pháp mà bị che lấp kính sau những cái khoảnh khắc của những cái thực tại này. Thực tế tam tạng kinh điển không bao giờ lỗi thời là gì, là Đức Phật luôn luôn nói về sáu căn và các pháp đang hiện khởi ở đó, đang có duyên sanh ở đó, đang có duyên diệt ở đó. Rồi cái thấy không diệt đi làm sao mà có cái nghe sanh khởi, cái thấy không diệt đi thì làm sao mà tham sân si sanh khởi, cái thấy không diệt đi làm sao có chánh niệm tỉnh giác và trí tuệ sanh khởi, không thể có được. Và khéo tự điều người, khéo tự điều ở đây là sao, tức là khéo nhận biết được tham, khéo nhận biết được sân, khéo nhận biết được si, khéo nhận biết được các pháp nơi sáu căn của mình, và khéo điều phục. Ở đây thì chúng ta biết là điều phục có hai cái loại điều phục, tức là điều phục bằng thiền định và điều phục bằng chánh niệm tỉnh giác. Thì khi mình điều phục được như vậy thì mới điều được người. Điều được người ở đây tức là mình chỉ ra cho cái người bạn của mình hay là cái người học trò của mình, mình khéo điều phục tâm của mình, nhu nhuyến, dễ dạy, dễ sử dụng tinh âm thì mình sẽ điều được người. Và khó thay tự điều phục. Đức Phật dạy chúng ta biết rằng nói pháp thì cũng không phải ai nói cũng được pháp đâu. Giáo pháp của Đức Phật, mặc dầu rất nhiều người thuyết pháp, nhưng mà để cho người nghe mà thu hút, nghe hoài, nghe mãi cái bài pháp đó, nghe hàng ngàn lần mà trí tuệ nó sanh lên cả ngàn lần. Vì đó
Càng nghe cái bài pháp đó thì trí tuệ nó này càng mở ra, càng mở ra, càng mở ra. Thì cái điều đó nó vô cùng khó. Còn chúng ta thuyết qua loa, người ta nghe xong người ta chán, người ta bỏ, người ta không nghe lại cái bài pháp đó nữa. Thì rõ ràng là mình học pháp như vậy là mất đi rồi, thưa quý vị, là không đúng diệu pháp của Đức Phật rồi. Đã vậy rồi thì chúng ta biết là rất khó, kể cả chúng ta có biết diệu pháp của Đức Phật hay chăng nữa, nhưng mà rất khó điều phục, bởi vì phiền não nó vô cùng nhanh và vô cùng là len lỏi trong cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng rất là nhiều. Chúng ta rất khó điều phục. Chúng ta nhận, chỉ khi nào chúng ta nhận biết ra các cái phiền não này, nhận biết rõ các cái căn môn này, với cái chi kiến chánh trực này, tâm của chúng ta nhẹ nhàng thấy pháp đến đi, và dần dần chúng ta nhận rõ. Chỉ cần nhận rõ dần lên, dần lên, dần lên, chúng ta không phải làm cái gì cho pháp cả. Bởi vì sao vậy? Bởi vì pháp sanh lên và diệt liền, không có cái phương pháp nào để áp đặt cho thực tại cả. Thực tại nó không có sanh theo ai đó. Nếu mà thực tại được kiểm soát bởi ai đó thì tất cả thế gian này không có sự khổ đau. Ai ai cũng giác ngộ, thế gian này không có chúng sinh. Không phải. Mà thực tại này nó chỉ hữu duyên, và cái người hiểu nó cũng chỉ là hữu duyên, không phải ai cũng hiểu nó. Khi nào chúng ta hiểu được bản chất vô ngã của nó sanh chỉ bởi duyên đó và nó diệt đi, thì dần dần chúng ta nhận biết rằng không phải một kiếp sống mà chúng ta đắc đạo quả được đâu. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Vì chúng ta tích lũy được bao nhiêu trí tuệ rồi, chúng ta hiểu biết gì được, được mấy khoảnh khắc về cái thấy, cái nghe trong đời sống hàng ngày. Chúng ta nói tam tạng kinh điển thì có thể chúng ta nói hết được bằng chữ tiếng Việt, nhưng mà để hiểu được thực tại trong đời sống hàng ngày, một vài khoảnh khắc trong ngày là đã rất khó cho chúng ta. Và trí tuệ nó cần một thời gian rất là dài. Bởi vì sao vậy? Bởi vì các pháp này nó đến đi, nó che mờ, vô minh này nó rất là sâu dày, không dễ gì thoát khỏi được vô minh liền đâu. Mà chúng ta cần phải có sự bền bỉ, mới gọi là nhẫn nại ba la mật. Hiểu không? Chúng ta tại sao mà Đức Phật lại dạy nhẫn nại ba la mật để làm cái gì? Chúng ta biết là nhận lại ba la mật để thấy thực tại như chúng là đó. Chúng ta phải có đầy đủ các ba la mật và pháp học. Chúng ta phải rất tinh thông về các thực tại trong đời sống hàng ngày, chứ không phải trên cái phương diện ngôn từ. Ngôn từ đã là khó để mà hiểu nó, nhưng mà để nhắc nhở về nó, về những cái thực tại này, thì cái con đường này mới có sự điều phục thực sự. Và ở đây Đức Phật đã dạy là các vị tỳ kheo hay đệ tử của Ngài hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người, tức là mình phải có sự tinh tấn học hiểu giáo pháp của Đức Thế Tôn, giữ gìn giới hạnh, siêng năng tích lũy sự hiểu biết chánh niệm tỉnh giác, khéo tự điều thân tâm mình, dầu là chỗ đông người hay là chỗ thanh vắng, chỗ ở một mình. Mình phải thấy được phiền não là khổ đau, là nhân sanh tử, tự lôi mình. Và cũng thấy được phiền não chỉ là pháp, là vô ngã. Thì lúc đó chúng ta không còn chấp tôi nữa. Khi nào có cái tôi thì chúng ta không thể điều phục ai được hết trơn á. Thì chúng ta thấy những cái người mà không có
được cái sự tôn kính từ cái người khác là mình sử dụng giáo pháp theo cái tôi của mình, chứ không phải là đi theo đúng cái con đường vô ngã vị tha. Và khó thay tự điều phục, Đức Phật dạy nè, chúng ta nói pháp cho người khác thì dễ rồi đó, người khác nghe hay không nghe thì điều đó cũng còn tùy, nhưng mà để điều phục mình là rất khó. Mà ai điều phục được mình rồi thì chúng ta chia sẻ giáo pháp đến người khác, người khác rất dễ có niềm tin và họ cảm thấy nhẹ nhàng và họ sẽ có lòng tôn kính Tam Bảo thực sự sanh khởi. Đó là điều mà bài pháp ngày hôm nay chúng con xin trình bày ở đây. Phước báo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương, Càng Thác Bà, Sức Sanh Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atula Diêm Chúa, và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử. Mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa lâu dài và sớm nhiễm ngộ được Niết Bàn. Đồng đều nhau cả thể phước báo này con nguyện là nhân là liên thành tụ văn mật, chứng đắc đạo quả ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp của Đức Thế Tôn vô thượng này. Vì sanh tử luân hồi là khổ đau do lời chân thật này, mong cho con thành tựu y theo ý nguyện. Nam mô Bụt Tha nhé. Dạ sa thú, sa thú, kính tri ân đại đức Tuệ Nhẫn. Dạ con kính thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn chúc phúc cho rung chúng con vì thượng tọa minh hạnh đã rời rung. Dạ con kính dâng mít đến sư. Hovatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa buddha sapa thamma sapa sangha rupa vena sarasuti pavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, xin chư thiên ngộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, xin cho quả có tâm tính thành Tam Bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ sa thú, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thường tọa minh hạnh đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Phật Tính cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng nghe pháp hồi hướng. Ya đề quá ta san tí vi ha ra wa si ni thu pe ga re mu thi ga re ta hình ta hình ta tham ma đa đề na pa văn tu bu chi ta so thiền ca ron tệ tha vi ha ra măng đa lê thề ra cha mát cha na qua ca cha bít kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na pu ta su ki ta pa wan tu tê cha la mu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se da cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa răng pa ti cha te sa pe pi duk kha sa ron tu sang kha yang tha tu ki răng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bút ga la sang kho hô tu sa mắc vô wa a tha ya cha hi ta ya cha âm hê rát khánh tu sắc thẩm mô sắp bê bi thẩm má cha ri nô vút thêm sâm pa phú ni yà má thẩm má ri yà pa huê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập và rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, nghe pháp xin xuống mít. Và kính thỉnh đại đức Pháp Tính đóng rung dùm vì xích rạng đông bận rồi, sư có trước máy không, sư đóng rung dùm.
Dạ. Yeah.